dài nhất là được 7 năm. 7 năm sao chia tay trời? Cũng vì tính chất thì công việc á, cũng thay đổi. 7 năm ta cũng phải lấy nhau rồi chứ. Dạ thì lấy nhau rồi nè. Lấy rồi đó hả? Dạ. Thì lấy thì nói lấy luôn đi. Có con chưa? Dạ có. Một bé trai 10 tuổi. Rồi giờ chia tay bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 năm. Em rất là xúc động. Có vậy không trai? Dạ. Hả? Em không có. Em gái bên kia chắc bị tổn thương một lần rồi cũng sợ đúng không em gái? Em sợ đúng không? Mày đừng muốn người gái được quan tâm lo lắng gia đình trung thủy. Em có nỗi niềm gì buồn nhất trong cái cuộc hôn nhân vừa rồi? Phản bội. Phản bội hả? Trường cũng rất là xúc động. Người ta đã hứa hẹn sống chết với nhau. Em phát hiện ra dạ. Những cái tin nhắn hay sao? Dạ, trong những cái tin nhắn. Nhưng mà cuối cùng cái lỗi là lỗi với em. Do em? Dạ, hoàn toàn lỗi với em. Lỗi gì? Thì người ta nói đủ thứ. Nghèo mà do em công việc không hợp với người ta. Nói chung là tất cả các lỗi gì thì em. Cái hôn nhân đầu tiên vậy đó, em cảm thấy hơi sợ đàn ông chút. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan và chào cả các khán giả trong khán đài. Chào em. Dạ, em tên là Huỳnh Nhật Trường, em nay 37 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Trường làm gì Trường? Dạ, em làm buôn bán và sản xuất chậu kiển và trồng cỏ thảm. Cỏ thảm nay nhiêu mét? Dạ, nay sụp còn 16 anh. Anh mua 12 có không? Dạ, có, em cho anh luôn. Cho anh luôn. Cho luôn hả? Cảm ơn nhiều. Tức ghê á, ở bên kia có biệt thự cho nên là mới xin cỏ thảm được. Tôi ở chung cư, tôi không có điều kiện xài cỏ thảm. Tôi đâu có xin cỏ thảm để tải. Tết chị xuống dưới lần qua đem tặng cho chị chậu lan. Ừ, yeah. Thấy chưa? Cảm ơn em. Thật ra mua cỏ thảm không phải để trải biệt thự đâu. Làm sân đá banh. Làm sân đá banh. Còn thấy ghét không mọi người? Ông Mai này hồi thế nào cũng bị tôi xử rồi. Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ, em tên là Phạm Thị Kim Ngân. Em sinh năm 1994. Quê của em ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Gần không? Hỏi có gần không? Bạn ở Lấp Vò, bạn ở huyện nào? Bạn ở xã nào vậy? Dạ, ở xã Bình Thành á. Gà gần Vĩnh Thạnh không á? Dạ không, chợ Lấp Vò, chợ thị trấn Lấp Vò. À, gần cầu Vòng Cống ha. Đúng rồi. Nói chung là mai mốt đem kiển vô Bách Quá Xanh là bán luôn cũng được. Rồi em trai Trường. Trường có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho nhà gái nghe đi. Biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta. Kiển người ta cũng chăm sóc được, đừng nói chi người. Cái gì người ta làm được thì em làm được. Đúng rồi. Dạ. Có khuyết điểm gì không Trường? Dạ, khuyết điểm thì em chưa thấy. Nhưng mà con cái em hơi nhát chút. Nhát gì? Như gặp rắn em sợ, sợ rắn. Sao con trai miền Tây dạo này sợ rắn hơi nhiều? Tôi chỉ sợ chuột thôi. Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, em biết hát. Em lúc trước em có nghề may, em biết may đồ. Còn nhược điểm của em thì em ít nói, em cũng ngại nói chuyện. Bây giờ hát đi em gái. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Tung bay sắc pháo rơi đầy đồng. Quê tôi trai gái vui trong lòng. Có mấy mối tình rồi Trường? Hồi xưa cũng được 4 năm. Nhưng mà nó cuối cùng nó không có kết quả. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 7 năm. 7 năm sao chia tay trời? Cũng vì chính chất thì công việc á, cũng thay đổi. 7 năm ta cũng phải lấy nhau rồi chứ. Dạ thì lấy nhau rồi nè. Lấy rồi đó hả? Dạ. Thì lấy thì nói lấy luôn đi. Có con chưa? Dạ có. Một bé trai 10 tuổi. Rồi giờ chia tay bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 năm. Con em nuôi. Nhà gái của mình tình duyên sao nè? Em có gia đình gãy đổ được một lần chị. Cách nay 4 năm có đứa con gần 4 tuổi đó chị. Bé gái. Con ở với ba nữa. Thế thì bây giờ mình mong muốn có một người đàn ông như thế nào nè? Người đàn ông không có gia trưởng, không có tính toán chi ly với vợ con. Không có nghe những lời thị phi bên ngoài mà đem về nhà nói vợ con này nọ chị. Giận cá chém thớt á đúng không? Bao nhiêu áp lực ngoài xã hội dồn nén về la vợ không? Đúng không? Chị thấy em rất là xúc động. Có vậy không em trai? Dạ. Hả? Em không có. Em gái bên kia chắc bị tổn thương một lần rồi cũng sợ đúng không em gái? Em sợ đúng không? Ta chuẩn bị cho một hành trang mới. Rồi nhà gái của chúng tôi thì có lẽ là ở quá khứ cũng đã trải qua khá nhiều cái tổn thương. Thì hy vọng rằng là ở tương lai cũng không phải gặp lại những cái điều như vậy nữa. Chàng trai của chúng ta mong muốn của mình có một người con gái như thế nào? Em thì mong muốn người con gái được quan tâm lo lắng cho gia đình trung thủy. Em có nỗi niềm gì buồn nhất trong cái cuộc hôn nhân vừa rồi? Phản bội. Phản bội hả?
cũng rất là xúc động. Người ta đã hứa hẹn sống chết với nhau. Em phát hiện ra những cái tin nhắn hay sao? Dạ, trong những cái tin nhắn. Nhưng mà cuối cùng cái lỗi là lỗi với em. Do em? Dạ, hoàn toàn lỗi với em. Lỗi gì? Thì người ta nói đủ thứ. Nghèo mà do em công việc không hợp với người ta. Nói chung là tất cả các lỗi gì em. Trời, thôi. Thôi, quá khứ bây giờ chúng ta khép lại. Mình hỏi người thân đi. Đi với ai? Dạ, đi với con. Con tên là gì? Tên là Huỳnh Nguyễn Trung Vũ. Con lớp mấy rồi Vũ? Lớp 5. Bao lâu rồi con chưa gặp mẹ? Không biết. Mẹ không có về thăm hả em trai? Em có cho về thăm không trường? Cho bình thường. Bên kia không có liên lạc luôn hả? Dạ không. Tại từ lúc mà ký đơn thì em không có liên lạc luôn. Con thấy cô này sao? Cô bên này nè. Mai mốt cô đó về ở cùng nhà với mình đó, con chịu không? Con ok không? Ok. Còn em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái ruột của em. Dạ em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào khán giả trường quay. Thì hôm nay em đi đến chương trình cùng với chị thì em cũng mong là chị có được một người để mà chị có thể nương tựa được suốt đời. Khi mà lúc đến đó thì anh cũng nói chung là nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là hiền. Nhưng mà khi về ở chung nhà rồi á thì bắt đầu mới có những cái xung đột xảy ra và anh ăn hiếp chị và gia trưởng rất là nhiều. Về tiền bạc là khét xét nét chi tiêu đủ thứ hết. Kể cả lúc mà chị mang thai á, anh muốn cho chị ăn gì là chị ăn đó chứ còn chị thèm á là chị không có được ăn. Cho nên hình ra là cảm thấy cuộc sống hôn nhân nó bị bế tắc á, nên là chị quyết định chia tay. Thì hôm nay là em cũng mong là anh Trường á, nếu như mà sau này hai anh chị có thành đôi với nhau thì em mong là anh có thể yêu thương chị nhiều hơn. Và những cái vấn đề về tiền bạc hay là ăn uống này kia thì thật sự đó là những vấn đề rất là nhỏ. Với lại là em cũng có mẹ cũng lớn tuổi và cũng bệnh hơi nhiều á. Cũng mong muốn là anh có thể cho chị tới lui chăm sóc mẹ. Chứ không có ở suốt bên đó được. Cái cảm nhận ban đầu em thấy anh Trường anh hiền không? Anh được không? Dạ em thấy nói chung người miền Tây của mình á thì cái nhìn cái vẻ bề ngoài á thì rất là chất phác, rất là hiền. Thì chủ yếu là do hai bên gặp mặt thì coi là có rung động hay không và có bắt được nhau hay không. Rồi cảm ơn em gái. Chúng ta đã lỡ chuyến đò rồi, hy vọng chuyến đò này nó sẽ là chuyến đò bền vững mãi mãi luôn. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Dạ, em cũng có món quà tặng à. Sao trùng hợp quá. Sao vậy? Món quà trong đó là cái gì mà trùng hợp? Wow. Thấy rõ không ạ? Dạ, anh thấy em sao? Thấy cũng hiền. Nói chuyện cũng dễ thương, cũng đẹp. Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng được. Không có yêu cầu gì quá. Chỉ cần thương em, thương gia đình là được. Anh không cần gì, anh chỉ cần sáng nấu cơm cho anh ăn, chiều nấu cơm cho anh ăn được. Còn sáng nấu cơm xong em muốn đi đâu em đi, miễn chiều có cơm về ăn được. Tiền bạc ai quản lý? Theo anh nghĩ tiền bạc ai quản lý cũng vẫn được. Chủ yếu là mình biết chi ly cho nó đúng là được. Cho nó dư giả hay là mình biết tiết kiệm thì nói chung ai giữ cũng vậy. Mà em theo em thấy, theo anh thấy càng giữ tiền càng mệt chứ đâu có gì đâu. Đúng rồi, giữ tiền chi mệt. Sáng vợ đưa 50 ngàn uống cà phê rồi khỏe khỏi lo hết trơn. Hơi nhiều. Trời ơi, ly cà phê ta hết 4 mấy ngàn rồi. Ở Đồng Tháp cà phê rẻ hơn. Cũng được. Nhà có sân vườn, có cây, có bông, nhà ngắm bông sân vườn view đẹp luôn. Sợ lúc đó sáng kêu vợ pha, vợ nhăn nhăn hết chứ. Không nhăn đâu. Hỏi con có nhăn không? Có nhăn không nè? Không có tiền thì không nhăn. Đó, thấy chưa? Trời ơi.
Phụ nữ tay hòm chìa khóa là người ta phải tính tới từng giọt cà phê. Chắc chị Lan cũng vậy quá. Phải đâu. Nãy giờ tiến gần nữa cho nó rõ xíu đi. Ngồi xa quá. Nè nè, tiến gần lại hai bên đó. Rồi hai người nói chuyện đi. Nếu sau này dù chuyện gì đi nữa em có bỏ anh nữa không? Nếu như mà đã quyết định thì đây cũng là lần thứ hai thì cũng là lần cuối. Nếu mà trong Bách Hóa Xanh quay hơn anh thì... Anh yên tâm đi, Bách Hóa Xanh đã có gia đình hết rồi. Có chàng không có gia đình thì cũng mấy đứa nhỏ nhỏ nó mới lớn lên. Lớn lớn lên dễ dụ lắm á. Ghiền quá không ơi. Nè, mình đàn ông là mình phải bản lĩnh. Nhưng mà mất tiền bạc anh giao giữ hết anh chịu không? Dạ chịu. Rồi sáng xin tiền cho không? Dạ cho chứ. Nhiều. Đương nhiên là đàn ông đi làm thì cũng phải có chút tiền bỏ túi chứ không sao không cho không được. Không có tiền đổ xăng lấy xe về. Em cho anh cơ hội lên tìm hiểu em. Tại vì làm Bách Hóa Xanh là làm cả năm cả tháng lúc nào cũng làm chứ. Khi nào muốn nghỉ thì xin nghỉ chứ không có. Thì tối ra ca anh lên. Ga ca là tới 9 giờ rưỡi lận. Đâu sao đâu. Tối lận. Thì 9 rưỡi nhà anh lên nó 10 giờ ra 1, 2 giờ chạy về. Trời ơi. Quá được luôn á. Bây giờ đã đến lúc các bạn đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Ngân không bấm á Ngân. Dạ, tại khi mà em nhìn anh em chưa có cảm động, động lòng, cảm xúc đầu tiên của em là vậy. Em chưa có cảm xúc đúng không? Dạ. Chưa có rung động đúng không? Chị hỏi thiệt là điều gì khiến cho em còn ngại ngùng? Em có thể chia sẻ với chị Lan được không? Cái hôn nhân đầu tiên vậy đó, em cảm thấy hơi sợ đàn ông chút. Lần đầu, với lại lần đầu tiên gặp mặt anh thì em cũng chưa có cảm nhận được cái gì hết. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Xuống dưới tâm sự xin số điện thoại đi. Đi đi. Muốn xin con trai thì anh giải quyết chuyện nó như thế nào? Nếu mà hai gái thì cũng có một cái gì đó nó hơi buồn thật, bởi vì mình là bởi vì em là trưởng anh Quỳnh Ninh, anh cũng là trưởng nè, cũng hai đứa con gái nè, vui như tết. Tức là hơi buồn một tí thôi, còn lại thì em cũng không quan trọng, là cứ nhất thiết mà phải có con trai. Trai gái thì cũng còn mình, nếu mình có một chút xíu buồn thì đôi khi vợ mình không được vui. Mời em gái giới thiệu về mình trước. Dạ, lần đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và đặc biệt là các bạn khán giả với một nửa bên kia nha. Em tên là Mỹ Phượng, em 26 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Phượng đang làm việc gì Phượng? Dạ, em đang làm kế toán văn phòng ạ, ở Nhân Trạch, Đồng Nai chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đồng Văn Tân, hôm nay em 26 tuổi, quê em ở Hải Dương và hiện tại em đang công tác ở đơn vị ở Xuân Đồng Đồng Nai. Công việc cụ thể của em là gì em? Hiện giờ em đang là trợ lý quân khí, em là quản lý về vũ khí đạn của trung đoàn. Có bom không?
bom. Không, đơn vị... Bên đây bạn gái sợ rồi kìa. Đơn vị em bộ binh thì đạn loại nhỏ đấy. Đạn nhỏ thì chứ nổ vừa vừa rồi, đúng không? Dạ, dạ. Anh ơi, bữa nào á anh cho em xem cái hình viên đạn thử xem anh nha. Ừ, cái đấy thì bình thường bạn ơi. Đạn thì mình quản lý cả một kho rất là nhiều. Ồ vậy hả anh? Em cảm nhận như thế nào nếu mà bạn trai làm trong quân đội? À, thực sự em nói thôi là em rất là thích các anh mà bên quân đội cũng như công an, an ninh. Thực sự là vậy. Tự nhiên nó nhìn vô anh, mấy anh tự nhiên mình cảm thấy mình được bảo vệ vậy đó. À, anh ơi, anh có biết võ không anh nhờ? Cũng không biết nhiều, biết được chút ít thôi bạn ơi. Anh có súng còn gì võ em. Dạ. Vậy là bảo vệ em được rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Có thể là em thì một phần là thiên về truyền thống và hiện đại. Truyền thống thì ở đây thì em vẫn giữ những cái nề nếp của gia đình của mình. Phụ nữ thì em muốn là mình hoàn thiện hơn về cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Còn hiện đại thì tất nhiên em vẫn theo những cái chủ nghĩa giống như là tự do, bình đẳng nam nữ. Nhược điểm em tự nhận em là một người rất là khó tính và sống theo cái khuôn khổ của mình. Chẳng hạn em không bao giờ mặc những cái bộ cánh sexy đi ra ngoài chẳng hạn ha. Trong gia đình thì em vẫn bắt em gái em phải theo nề nếp. Ví dụ ăn cơm là phải mời em. Ví dụ em gái mà không mời em, mời mẹ ăn cơm mà dám ăn cơm trước là thế nào cũng bị phạt. Sau khi nghe cô gái thì chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của mình thì em cảm thấy như thế nào? Thực sự những cái vấn đề đấy nó không phải là cái gì, cái nó quá đáng quá. Cái thế mạnh, thế yếu của em là thế nào? Em thì cũng biết chơi thể thao. Tính thì cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ gần với mọi người. Có một số người khi mà mới gặp em thì nhận xét là thấy ghét em á. Sau khi họ tiếp xúc 1-2-3 lần ấy, thì họ lại nghĩ ngược lại. Ủa đâu gì ghét nhỉ? Em không biết được. Hay mặt em ngầu quá đúng không? Mặt em ra ngoài đường nhận xét em 30+ tuổi rồi. Bị già trước tuổi đó hả? Dạ, dạ. Điểm yếu em là gì? Bạn gái có thích con trai hút thuốc không? Dạ không. Đó. Thực sự em có hút thuốc. Nghe cái từ muốn bỏ thuốc liền. Dạ không. Anh ơi, anh cho em hỏi xíu, một ngày anh hút mấy gói thuốc á? 5-6 điếu bạn ơi. Anh có thể bỏ thuốc được không? Nếu mà sau này mình tiến tới mình có tình cảm tiến tới với nhau được thì nhất trí là mình sẽ nghe theo lời của bạn. Dạ, anh hứa đó nha. Hứa thôi em ơi, chị cũng nhiều người hứa vậy lắm mà không ai làm, càng ngày hút nhiều hơn. Rồi, em sẽ bày anh cách bỏ thuốc nhé. Còn cái gì nữa không nè? Mẫu người đâu ngoài cái hút thuốc đó ra. Anh Linh kiểm tra giúp em nha, anh đó tóc đừng có kiểu cách bây giờ á, mấy bạn nam hay bây giờ hay sợ sợ cái này nè, là không thích, tóc là giống như kiểu anh Quỳnh Linh thôi. Em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ. Dạ, cao 1m78. À rồi ok. Em thích các bạn nam phải đen đen một tí, cao và tròn tròn. Thường thường cao là ốm. Mình cao 1m78 mà nặng 82kg là có mập không bạn? À được, như vậy là được. Ok, nãy giờ em đưa ra ok hết rồi đó. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ có thuốc là chưa ok thôi. Còn về tính cách là một người biết tôn trọng lời nói. Tức là trước khi nói ra cái gì thì mình phải suy nghĩ. Yên tâm, quân đội mấy cái này là nó chắc lắm em. Phát ngôn là phải xin ý kiến đàng hoàng. Vậy là ok rồi, em chỉ cần như vậy thôi à, đúng không? Dạ. Còn bạn trai, bạn yêu cầu gì bên đàn gái nói xem bên kia có đáp ứng được không? Như lúc đầu Phượng ra có chia sẻ thì là Phượng là một người theo cái trường phái là truyền thống ấy, thì là em cũng rất là thích. Nếu mà cao được từ 1m57 trở lên thì tốt. 57 trở lên. Bao nhiêu bạn ơi? Bạn cao mét bao nhiêu? Dạ cái này em nghĩ là em làm được. Tại vì ví dụ như em lùn thì em có thể mang giày cao gót. Được, không sao. Về tính cách thì là dễ gần, hiền. Còn về công việc thì là như Phượng chia sẻ là em cảm thấy là tốt rồi. Được. Rồi có cái điều gì mà bạn không thích, không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích là có hình xăm. Xăm có chút xíu rồi, xăm trái tim ngay đây nè. Không, nếu mà xăm đó lộ quá đây. À có nghĩa là xăm mà một mình em thấy thì được, mà nếu lộ ra ngoài người khác thấy thì không được. Vì mà quíu quíu tay chân dữ vậy. Trời ơi, xe bằng tay ra coi. Rồi cái móng cái đó để chi dài vậy? Đó có tí à. Để khều khều mấy cái chốt lựu đạn đó. Mình có cái tật xấu gì nãy giờ mình chưa khai ra không? Có nhậu không? À có, nhậu có. Ủa nãy em không có hỏi vụ nhậu, vậy là em chịu nhậu hả? Anh nhậu ở cái mức độ nào anh? Cái xích nhậu là mấy chai xỉn? 8 chai thôi. Đó, thuốc là 4 điếu, nhậu là 8 chai. Ok, khi nào đi nhậu thì cho em đi cùng, tại vì em sẽ hạn chế anh nhậu. Được không em? Nhưng mà em cũng không gọi là đặt nặng vấn đề đó, có bạn đi cùng là vui rồi.
Bây giờ người ta đã là một sĩ quan chuyên nghiệp rồi. Ôi chào dạ, gái. Em chào anh. Giọng nói thật sự là ấn tượng với anh nãy giờ đấy. Dạ. Và vấn đề bây giờ cái quãng đường để hẹn hò với nhau đó. Đồng Nai nhưng mà chỗ nào? Anh ở đoạn chỗ nào anh nhờ? Ừ, Xuân Lộc bạn ơi. Hơi xa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, nếu như mà thực sự mình đã nghĩ tới cho nhau thì khi thời gian không, khoảng cách không là gì cả. Em không đòi hỏi là anh ngày nào cũng gặp em đâu, yên tâm đi. Một tháng chúng ta có thể gặp nhau một lần, rồi ví dụ như cuối tuần hoặc là buổi tối chúng ta dành thời gian nói chuyện điện thoại cho nhau, phải làm cho nhau biết được rằng thực sự là mình cũng có nghĩ về người bên kia là được. Được rồi. Rất là chính xác. Anh nói với em nghe nha, cô gái bên đó có đầy đủ phẩm chất là gọi là làm người vợ, người mẹ, có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tốt. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Nãy giờ người thân đã nghe tất cả mọi cái câu chuyện của hai bạn rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với là em gái của em. Em ruột đó hả? Dạ em ruột. Em mà ăn cơm là phải mời chị đó đúng không? Dạ chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh Tân, chào tất cả mọi người, chào các anh quân nhân nè. Chị hai em á, nãy giờ là nói cái tiêu chí đó là cả buổi tối là mẹ em và chị hai em soạn với nhau rồi á. 80% là có mẹ em trong đó rồi đó. Nhưng mà tại hôm nay mẹ em đau chân á nên thành ra không đi được. Nên về phía anh Tân thì em chỉ lo ngại một cái là em chỉ sợ anh là một người quá nguyên tắc. Không biết là ví dụ như là chị hai em có một cái điều gì đó không đúng á thì không biết là anh có sử dụng một cách nhẹ dịu hay là giờ muốn sử dụng súng đạn hay là xét về mặt bản lĩnh bây giờ nha, là anh thấy chị hai em trên cơ đấy. Không có đâu anh, trên cơ đấy không có. Đối với anh ấy nguyên tắc là trong công việc thôi, còn khi mà về cuộc sống gia đình ấy thì mình tôn trọng, mình đóng góp ý kiến cho nhau chứ không có quá đặt một cái gì đó. Anh không phải là người gia trưởng. Cảm ơn anh. Ra mắt chị hai em là chị hai ưng ấy, nhưng mà đến về nhà là anh phải nói chung là dùng trăm phương ngàn kế, nói chung là anh phải họp bàn với em trước. Trời ơi, anh vợ dễ thương, anh dễ sợ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ mình nghe ý kiến bên đồng chí quân đội như thế nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị và chào em dâu. Em dâu luôn. Thế thì nói luôn để bé biết, anh Tân nói riêng và những người quân nhân như bọn anh nói chung ấy, không phải chỉ có gươm và súng mà trong tâm hồn còn có cả nhạc và thơ. Hay quá. Gia trưởng thì chắc chắn không có. Đối với lại em dâu ấy thì em yên tâm. Trước hết anh muốn nói em này, em muốn xem đạn của Tân cũng được. Đấy. Nhưng mà đừng nhìn Tân bằng con mắt hình viên đạn mà hãy nhìn Tân bằng con mắt của hình trái tim. Đối với Tân ấy thì súng dài có, súng ngắn có, đạn to có, đạn nhỏ có. Còn về con người thì anh nghĩ là chuẩn. Anh là anh duyệt rồi. Dạ. Đấy, còn chú thì phải cố gắng. Nhìn cái là phải ấy ngay, phải khắc phục cái khuyết điểm của mình ngay. Dạ. Tuyệt vời. Xin cảm ơn chị. Tiêu chuẩn là đã đủ. Bây giờ chị xem nhịp đập của trái tim như thế nào. Cái màn lên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trong quân đội là chào như thế này đúng không? À vậy hả? Bữa nào bày em nhé. Em nói thật nhé, bó hoa này em rất là thích. Đây là lần đầu tiên em nhận hoa hồng. Em khó tính mà, cho nên hoa là phải hoa màu đỏ và phải bó và tròn như thế này em mới thích. Cho em hỏi nhé, hồi nãy là anh có nghe em chia sẻ về những cái vấn đề hồi nãy ấy, thì anh thấy em đạt tiêu chuẩn của anh chưa? Khi mà mình được gặp trực tiếp bạn đây thì anh với em đi. Mình với bạn nào đây hết á. Khi mà anh được gặp trực tiếp em ở đây á, như này thì anh nhất trí 100% rồi. Cho em hỏi là anh ở như vậy thì có khi nào anh nghĩ tới cái chuyện sẽ lập nghiệp ở ngoài kia không? Ngoài Bắc à? À đúng rồi đó. Như nhà anh thì cũng có mỗi hai bố mẹ ở ngoài quê thôi. Cái lập nghiệp mà do bản thân anh, nếu mà anh làm việc trong này thì mình sẽ bố mẹ sẽ vào đây cùng ở cùng. Bố mẹ cũng không bắt ép là mình phải về ngoài kia. Dạ dạ, em đặt ra một cái chuyện như thế này, anh giải quyết như thế nào? Tức là chúng ta đến với nhau sinh con, hai đứa đầu mất con gái tiêu rồi, mẹ anh muốn thêm một người cháu nữa, muốn sinh con trai
thì anh giải quyết chuyện đó như thế nào? Nếu mà hai gái thì cũng có một cái gì đó nó hơi buồn thật, bởi vì mình là sao buồn? À, bởi vì em là trưởng anh Quỳnh Ninh. Anh cũng là trưởng nè, cũng hai đứa con gái nè, vui như tết. À, tức là hơi buồn một tí thôi anh. Còn lại thì em cũng không quan trọng là cứ nhất thiết mà phải có con trai. Trai gái vì cũng còn mình. Nếu mình có một chút xíu buồn thì đôi khi vợ mình không được vui. Dạ. Mà vợ không vui thì cả gia đình cũng không vui đúng không? Trai gái là do mình chứ bộ, coi lại súng đạn mình đi chứ tự nhiên đổ thừa con gái vậy. Em nói thật, chuyện nam nữ, con trai con gái là do anh chứ không phải do em. Trong khi anh buồn thì em lại lo. Thực sự nếu trường hợp đó xảy ra thì sao? Anh buồn thì sao? Và lúc đó tự nhiên em cảm thấy em là người có lỗi. Như anh đã nói thì cũng có một cái gì đấy nó hơi buồn thôi, nhưng mà nó không quan trọng. Trong gia đình đó, ví dụ như anh có một cái quyết định nào đó thì anh thường hỏi ý kiến của ai? Trong gia đình thì nếu mà khi anh có quyết định anh sẽ hỏi ý kiến của mẹ. Chẳng hạn như mẹ anh chê em chẳng hạn đi, ví dụ là vậy thì sao ạ? Thực sự là mình hỏi là để xem cái ý kiến của mẹ thế nào thôi, còn quyết định là do bản thân mình mà. Mẹ anh chê em nhưng mà sống với lại anh sau này là em sẽ sống lâu hơn, chứ không phải là mẹ có thể thay quyết định của anh để kiếm được một người vợ cho anh được. Quan trọng là cái tình cảm của anh đối với em thôi, chứ không phải là tình cảm mẹ đối với em. Theo anh nghĩ là như vậy. Suy nghĩ cho kỹ, bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Chuẩn bị, những khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cũng lo lắng và căng thẳng như những nhịp tim đang đập vậy. 1 2 3 Hết thời gian. Chúng tôi cũng muốn thử cái tình cảm bạn gái thế nào. Chưa cho nắm mà nắm lẹ dữ rồi trời.